Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vượt qua sóng gió của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở về nhà, bố mẹ đã đi ngủ. Tôi lết từng bước đi về phòng, chẳng buồn tắm mà nằm vật xuống giường luôn. Tôi cố gắng muốn ngủ để quên đi hình ảnh của An, nhưng sự thật thì tôi đang tự lừa dối chính mình mà thôi. Tôi đau lắm, thật sự chỉ muốn moi trái tim của mình ra để xem nó sao lại càng lúc càng lao đầu vào người vốn dĩ không thuộc về mình như vậy. Không lẽ tôi thật sự mất não rồi? Những ngày sau đó, An không hề liên lạc với tôi một lần nào. Tôi thì cũng bận rộn khai trương quán phở với bố mẹ và hoàn thành nốt công việc cho bên đối tác, nên may mắn chẳng thừa thời gian nghĩ đến những chuyện không vui. Ngày cuối tuần, Huyền gửi cho tôi một loạt ảnh, không phải là ảnh phong cảnh, không phải là ảnh của nó, mà là những bức ảnh của An với Hường. Tấm đầu tiên là cô ta tự sướng, phía sau chính là anh với con trai đang chơi đùa. Tấm thứ hai là anh với cô ta ngồi cùng với bố. Tấm thứ ba là hai người họ mặc đồ đôi, đứng giữa chiếc cầu lộng gió, đẹp thật, thật sự rất đẹp, đẹp đến chói mắt. Những ngón tay cầm điện thoại vô thức siết lại, tôi hít vào một hơi thật sâu, đọc xong mấy tin Huyền gửi tiếp theo cũng ném điện thoại vào một góc. Đi xuống dưới nhà xem tivi với bố mẹ. Đến 10 rưỡi, chuông cổng vang lên dồn dập. Tôi cứ tưởng là Huyền đến rủ mình đi đón chơi, nhưng không ngờ vừa mở cửa thì lại phát hiện người đến là An. Anh không nói quá nhiều, lập tức bảo tôi: "Em đi thay quần áo đi, tôi đợi em." "Anh định đưa tôi đi đâu?" "Đi rồi biết." "Có gì thì anh cứ nói luôn ở đây cũng được. Tôi nghĩ chúng ta cũng không thân thiết đến mức phải đi với nhau." "Bố mẹ em có nhà không?" "Anh hỏi họ làm gì?" "Vừa vặn tôi cũng muốn nói chuyện với họ luôn." Nói đến đây, An không nghĩ ngợi gì, bước chân sải dài. Tôi hốt hoảng đuổi theo níu lấy tay anh. Biết là anh vào thì kiểu gì cũng nói những thứ không nên nói, vì vậy đành phải nhắm mắt thỏa thuận. "Anh đợi tôi một chút." Bằng tốc độ nhanh nhất, 10 phút sau tôi cũng đã yên vị trên ghế phụ. An lái xe đi ra đường lớn. Đi được một đoạn, anh cũng nghiêm túc cất giọng hỏi tôi: "Chuyện lần trước tôi nói với em đều là nghiêm túc, không có ý đùa giỡn với em." Tôi siết chặt hai tay trên đùi, môi mấp máy, cuối cùng bèn hỏi: "Anh thật sự quyết định việc duy trì mối quan hệ này sao? Anh có bao giờ suy nghĩ lại, anh sẽ cảm thấy hối hận không?" "Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà em còn sợ tôi suy nghĩ không thấu đáo?" Nói đến đây, An cũng táp xe vào lề đường, sau đó xoay người kéo tôi lại, chuẩn xác tìm lấy môi tôi hôn xuống. Miệng anh vẫn còn hương thuốc lá nhàn nhạt, cuốn lấy đầu lưỡi tôi có một chút cay. Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy thật ngọt. Chúng tôi hôn nhau đến khi cả hai cùng thở hổn hển mới buông ra khỏi. An cục đầu xuống hõm cổ tôi, cất giọng trầm khàn: "Mỗi lần ở bên cạnh em, tôi đều không kiềm chế được cảm xúc của mình." "Như vậy thì sao chứ? Anh không phải chỉ có một mình. Anh còn nét, còn gia tộc, còn rất nhiều thứ vướng bận, mà tôi thì lại chỉ muốn một cuộc sống bình thường." "Em thích cuộc sống như thế nào?" "Đó là chuyện của tôi. Tôi nghĩ mình không có trách nhiệm gì phải nói với anh cả." "Chủ tịch An, hôm nọ vợ anh đến tìm tôi. Cô ta cảnh cáo tôi không được làm kẻ thứ ba trơ trẽn, chen chân vào gia đình người khác. Mà anh cũng biết rồi đấy, tôi cực kỳ ghét làm người thứ ba. Cho nên tôi hy vọng anh hãy hiểu những lời tôi nói." "Vâng." "Tôi đã ngủ với anh tổng cộng 3 lần. 3 lần đó đủ để anh khám phá thứ mới mẻ là tôi rồi. Thêm lần thứ tư cũng chỉ thêm vô ích mà thôi." Tôi vốn định nói nữa, nhưng đúng lúc này điện thoại của An lại nhận điện thoại của Hường. Không rõ đầu dây bên kia cô ta nói gì,
nhưng tôi thấy anh rất là gấp gáp, quay sang bảo tôi đưa về. Nhìn một màn này, lồng ngực tôi càng thêm nhức nhối, khóe miệng kéo lên một nụ cười chua chát. Tôi mở cửa xe bước xuống, đồng thời cũng bảo với anh. Anh để tôi đây được rồi, vậy để tôi gọi trợ lý đến đưa em về. Không cần, tôi gọi bạn tôi qua đón. Vậy chú ý an toàn, xong việc tôi sẽ gọi cho em. Tôi không đáp lại An, quay người đi sang bên đường bắt taxi đi về nhà. Lúc đang mở cửa, đột nhiên Phương từ trong góc tối đi ra, làm tôi có chút giật mình, vô thức hỏi. Sao anh lại ở đây? Vết thương của em sao rồi? Sức khỏe ổn rồi chứ? Tôi không sao. Trông em gầy hơn rồi. Tôi im lặng mấy giây. Tôi vẫn ổn. Anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Nghe thấy tôi nói vậy, Phương lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể mỏng manh của tôi. Giọng nói mang theo một chút man mác buồn. Vâng, anh còn điểm nào chưa đủ tốt? Hay dù anh có cố gắng thế nào cũng vĩnh viễn không thể bước vào trái tim của em lần nữa. Trước khi em đi áp pha ghi xăng, anh vẫn cảm thấy còn hy vọng theo đuổi được em lần nữa. Nhưng bây giờ em... Tôi cắn môi, bình thản, không nói gì. Bởi vì giờ phút này tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện này một chút nào. Thế nhưng Phương thì khác, anh gần như đã bị đẩy đến cực điểm rồi. Em bị thương không muốn dựa vào anh. Có chuyện cũng không muốn chia sẻ với anh. Anh đứng nguyên một mình chờ đợi. Đợi chờ dù chỉ một cái quay đầu của em thôi. Sao em không thể cho anh một cơ hội? Hiện tại tôi không muốn nghĩ đến chuyện này. Tôi nhàn nhạt đáp. Giữa đêm khuya yên ắng, giọng nói của Phương trở nên buồn và khô hơn. Vân, hãy nói cho anh biết, trong lòng em còn có một chút tình cảm nào với anh không? Chỉ là một chút cũng được. Anh sẽ tiếp tục cố gắng. Khoảnh khắc cô ta vì anh mà phá hủy cuộc đời của tôi. Lúc ấy tình yêu của tôi đã không còn nữa rồi. Thậm chí tôi còn vô cùng hận anh, căm thù anh. Tôi không ngần ngại nói thẳng. Vào giây phút ấy, hốc mắt của người đàn ông trước mặt tôi xuất hiện một chút đỏ sọng. Tôi không đành lòng nhìn, cũng không đành lòng tuyệt tình nói thêm, nên bản thân quyết định giữ im lặng. Lát sau, tôi chỉ nghe thấy giọng nói vô vọng của anh ta vang lên. Vậy em chấp nhận làm người thứ ba ở bên Vũ Trường An sao? Em yêu cậu ta nhiều đến mức ném hết cả liêm sỉ vậy à? Lời nói này vừa dứt, tôi bỗng trở nên thất thần. Cổ họng nghẹn lại. Tình yêu, tôi không phủ nhận. Đến giờ phút này tôi đều không muốn phủ nhận nữa, nhưng còn ý nghĩ gì đâu. Tôi mong anh không lãng phí thời gian với tôi thêm nữa. Anh không cảm thấy lãng phí, Nam Nam. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Anh là một người đàn ông tốt, nhất định sẽ có cô gái xứng đáng với anh. Nói xong với Phương mấy lời đó, tôi cũng nhanh chóng mở cửa đi vào nhà tắt điện. Mặc kệ Phương muốn đứng ở đó đến bao giờ thì đứng, cũng chẳng muốn đón giao thừa. Nguyên mấy ngày tôi hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng, ăn xong lại lên phòng nằm. Nằm nhiều đến mức bố mẹ tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sự bướng bỉnh này. Đến ngày thứ năm, Thái đến tận nhà tôi. Khoảnh khắc khi nhìn thấy tôi, anh ấy nói. Anh gọi điện cho em không được, cho nên đành đến đây tìm em. Vậy sao? Chắc điện thoại em để trong phòng, nên là cũng không để ý gì. Huyền đang trên đường đến Sapa trước rồi. Em ấy bảo anh qua đây đón em. Em chuẩn bị đồ đi. Huyền với Thái biết nhau từ mấy năm trước. Sau này anh ấy lại chơi cùng với người yêu nó, cho nên mối quan hệ của họ có thể nói là rất tốt. Đưa cho Thái cốc nước, tôi nói. Em đã bảo với nó là em không đi rồi mà, nó còn làm phiền anh thế này. Phiền gì đâu, đúng lúc nghỉ mà, nên đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc, tiếp thêm năng lượng. Vâng, anh đợi em một tí. Tôi không từ chối nữa, xốc lại tinh thần của mình, thu dọn đồ thật nhanh, sau đó cùng với Thái đi ra xe. Chuyến đi du lịch lần này, chúng tôi chọn Sapa làm địa điểm dừng chân, cho nên quãng đường di chuyển cũng tốn khá nhiều thời gian. Mất đến tận hơn 6 tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi đồng hồ chỉ 3 giờ chiều. Sau khi cất xe xong, Thái hỏi tôi. Có thích nơi này không?
Mặc dù ở bên cạnh quê mình, nhưng trước giờ em chưa từng đến đây bao giờ, không nghĩ là nó lại đẹp đến như vậy. Vậy sau này muốn đi, cứ báo với anh một tiếng, chúng ta cùng đi. Anh không định quay trở lại Mỹ làm việc hay sao mà lại nói thế? Anh đang suy nghĩ, thế còn em thì sao? Em có quay lại không? Em cũng không biết. Tôi lắc đầu với Thái, bản thân không muốn nói quá nhiều về vấn đề này nữa, nên kéo vali đi lấy phòng trước, để còn tắm rửa cũng như thay quần áo. Đến tối gặp Huyền với người yêu nó, bốn người chúng tôi cùng nhau dạo chợ đêm, sau đó cùng nhau đi ăn đồ nướng ở quảng trường, gạt bỏ hết bộn bề của cuộc sống, ngồi nói chuyện một cách đầy thoải mái và vui vẻ. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại di động bỗng kêu lên, người gọi cho tôi không ai khác lại chính là An. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc vui vẻ của tôi biến mất, chỉ còn lại sự lưỡng lự với suy tư không ngừng. Tôi không biết mình có nên nghe hay không, hay là từ chối. Thì trong nháy mắt, Huyền đã ngay lập tức ấn từ chối cuộc gọi, đồng thời nhét số vào danh sách chặn, xong xuôi nó quay sang bảo tôi. Đi chơi thì phải vui vẻ, đừng làm bản thân mất hứng. Không liên quan là không liên lạc, hiểu không? Ừ. Tôi nghĩ Huyền nói rất đúng. Đã không muốn có liên quan với nhau thì phải triệt để. Mấy lần trước tôi không đủ can đảm để block anh. Bây giờ có người làm hộ tôi, tốt nhất cứ nên để nó ở chỗ đó cũng được. Tình yêu mà không đúng chỗ, không đúng người, suy cho cùng cũng chỉ là một trò cười đầy sự lố bịch mà thôi. Tự dặn lòng mình như thế, mấy ngày sau đó tôi đều ném hết những chuyện không vui ra sau đầu, hòa mình vào chuyến du lịch đầy vui vẻ với Huyền. Tôi cũng tự nhủ chính mình, sau chuyến đi này trở về, nhất định bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định phải cười thật nhiều hơn, nhất định phải yêu đời hơn, không được u sầu ủ rũ nữa. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính, hoặc có thể nói ông trời không cho phép cuộc đời tôi trôi qua một cách dễ dàng như vậy. Khi mà vào lúc tôi định cất vali vào xe của Thái, thì An lại như một bóng ma xuất hiện giật lấy để vào xe của mình. Anh ném cho Thái một cái nhìn cảnh cáo, không nói không rằng kéo tôi đi về phía xe của mình, mặc kệ tôi vùng vẫy thế nào cũng không mở cửa. Thậm chí khi thấy tôi gào thét, anh vẫn điềm tĩnh ném ra một câu. Em quậy đủ chưa? Vậy thì anh mở cửa xe đi. Anh như thế này là đang ép buộc tôi. Em nói đúng, là tôi đang ép buộc em đấy. Em chỉ có quyền đồng ý, không có quyền từ chối. Anh, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn cho tôi, bằng không đừng trách tôi tính sổ với mấy người bạn của em. Tôi tức đến nghẹn họng, An không nhìn tôi nữa, nổ máy sau đó lao vút đi khỏi khoảng trường. Chúng tôi di chuyển theo đường đèo Ô Quy Hồ để sang bên Lai Châu, bởi vì ở bên đó anh còn có một số việc để giải quyết. Vốn dĩ lộ trình này sẽ chỉ kéo dài 2 tiếng, nhưng đi được nửa đường, đột nhiên phía sau chúng tôi bị một chiếc xe tải mất lái, lao với tốc độ nhanh, đâm sầm một cái thật mạnh. Cú đâm này đến bất chợt, khiến cho chiếc xe chệch đường lao xuống dưới vực. Mặc cho kỹ thuật lái của An có tốt đến mấy, thì vẫn không thể nào thay đổi được kết quả. Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi sợ đến mức không nghĩ được gì. Chỉ biết trong lúc nguy hiểm ấy, An đã vội tháo dây an toàn, rồi quay sang ôm chặt lấy tôi, che chở cho tôi dưới thân của mình. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cho tôi không khỏi rên lên một tiếng. Tôi từ từ tỉnh lại, mở mắt nhưng không nhìn thấy gì. Xung quanh tối đen như mực, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện ra tay mình vẫn được nắm chặt bởi tay của An. Tôi hốt hoảng, muốn dùng sức nâng người anh dậy để xem anh có bị thương hay không. Sức lực không thể. Cuối cùng chỉ đành vỗ tay lên mặt anh gọi. An, An, anh tỉnh lại đi. Theo tiếng gọi của tôi, An khẽ cựa người, không nhìn thấy mặt anh. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tiếng hít thở sâu của anh, cùng với giọng nói trầm khàn, mang theo sự kìm nén. Tôi đây, em không sao chứ? Có cử động được không? Tôi được. Anh thế nào? Anh nói cho tôi biết đi. Anh không làm sao chứ? Ừ, bây giờ nghe tôi.
tìm điện thoại để bật đèn pin lên được không? Tôi luống cuống gật đầu, trong bóng tối mò mẫm điện thoại của tôi với An. Thế nhưng thật tệ, điện thoại của tôi thì sập nguồn không thể lên được. Điện thoại của An thì lại vỡ nát, màn hình đều là một mảng đen sì. Có lẽ trong lúc chiếc xe lao xuống đã bị va đập mạnh nên vậy. Trong hộp có đèn pin. Lần nữa tôi lại lồm cồm bò dậy, mò hết ngăn trước đến ngăn sau. Lúc này cuối cùng cũng tìm thấy được. Bật đèn lên, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ không gian trong xe. Lúc này tôi cũng mới nhìn thấy rõ hiện trạng. Chiếc xe lao xuống dưới vực sâu, cả chiếc xe bị nghiêng, kính chắn cũng bị vỡ tan. Không biết là có phải do ánh sáng đèn pin có vấn đề, hay do anh mặc đồ màu đen, mà nhìn anh lúc này thật nhợt nhạt, bàn tay run rẩy, trán đầy mồ hôi. Ngữ điệu đầy run rẩy, tôi gấp gáp. An, anh không sao chứ, có sao không? Tôi không sao. Có thật không? Anh không bị thương chỗ nào đúng không, phải không? Đừng lo quá. Giọng nói của An có vẻ yếu ớt đi. Tôi biết là chắc chắn anh bị thương, nên dù anh có trấn tĩnh thế nào, bản thân cũng không tin đó là sự thật. Những giọt nước mắt bắt đầu nhòe đi trên mặt. Tôi vừa khóc vừa nói. Cái gì mà không sao, lúc này anh còn muốn thể hiện cho ai nhìn chứ? Vừa nói tôi vừa sờ soạng khắp người anh, muốn kiểm tra xem anh rốt cuộc đau chỗ nào, thì bỗng nhiên sờ phải cái gì đó. Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi, trên trán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bên môi vẫn giữ một nụ cười. Trong xe bỗng tỏa ra một mùi vị khác lạ, mùi máu lẫn mùi xăng. Trái tim như bị đâm một nhát, tôi vội rút bàn tay ra khỏi người anh. Lúc này trên tay dính đầy màu đỏ. Cẩn thận soi vào một chút, tôi nhìn thấy miếng kính xuyên qua áo vest, đâm rất sâu vào mạn sườn của anh. Máu chảy xuống tí tách từng giọt. Khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng, nhìn chằm chằm vào miếng kính kia, đưa tay lên che miệng. Và thời điểm hiện tại, bản thân giống như một con thú nhỏ lạc mất mẹ, nức nở nghẹn ngào, cũng không thể thốt ra lời hoàn chỉnh. Cố gắng khống chế để tay mình không run, tôi hỏi anh. Trong xe có thuốc không? Có cái gì cầm máu không? Không có. Sao lại không có? Bình thường không phải anh là người cẩn thận lắm sao? Không phải anh là người tỉ mỉ lắm sao? Sao lúc này lại chủ quan như vậy hả? An nhíu mày cố nở nụ cười nhẹ nhàng nói. Em đúng là khờ thật. Anh vừa nói khóe môi lại rỉ máu. Tôi nhìn một cảnh đó mà chua xót. Tay lau máu bên miệng anh, nhưng không dám mạnh tay, lắc đầu và nói. Đừng nói gì nữa. Không sao, có khả năng là bị gãy xương sườn. Vừa nói anh vừa lại nâng tay phải lên, đầu ngón tay lạnh toát chạm vào má tôi. Em không sao là tốt rồi. Nghe anh nói như vậy, tôi không muốn chống đối anh nữa, chỉ nhỏ nhẹ nói. Giờ anh không cần nói gì cả, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ đi quanh đây xem có người không. Anh cần phải cấp cứu ngay, không thể để lâu được. Lại đây. An yếu ớt nói tiếp, tôi không dám cãi lời. Cẩn thận cúi người xuống, chôn mặt trước ngực của anh. Cách một lớp áo, tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập ổn định. Thứ âm thanh mà tôi tưởng chừng như đã quen thuộc chưa bao giờ xa cách cả. Tôi không dám động đậy, cứ vậy nằm trong lòng anh, yên lặng ôm anh, không muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng hiếm có này. Những hạt mưa bên ngoài cũng bắt đầu nặng hơn, gió lạnh càng thêm rít gào. Nếu cứ tiếp tục ở đây chờ trời sáng, thì tính mạng của An sẽ nguy mất. Anh cần phải đi bệnh viện, cần phải xử lý vết thương, nếu không nhất định sẽ không qua khỏi, vì mất máu quá nhiều. Nghĩ đến điều ấy, tôi vội tách người ra khỏi anh, với lấy chiếc áo khoác ở ghế sau khoác vào cho anh, kiên định nói. Anh hãy chờ tôi, bây giờ tôi đi tìm người đến cứu chúng ta. Chỉ cần leo được lên trên đường quốc lộ là có thể tìm được rồi. Vâng, có thể hôn tôi, được không? Tôi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, gật đầu lia lịa, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh, liên tục trấn an. Nhất định tôi sẽ tìm được người đến. Anh chờ tôi, anh phải chờ tôi. Trước câu nói đầy nức nghẹn của tôi, khóe miệng An vẫn nở nụ cười.
Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bời của tôi thì thào. Được rồi, em nhanh lên, đi đi. Trời mưa càng thêm lạnh, nhớ phải mặc áo ấm cho kỹ vào đấy. Tôi không sao, anh đừng quan tâm đến tôi. Vết thương của anh sâu và nặng lắm, anh đừng di chuyển. Tôi sẽ trở về nhanh thôi. Em dài dòng quá, từ bao giờ em lại thích nói nhiều như vậy thế? Thế thì anh nhất định phải bình an cho tôi, phải bình an. Khi tôi nói những lời này, ánh mắt rạng ngời của An đăm đăm nhìn vào khuôn mặt tôi, như thể tham lam muốn khắc sâu bóng dáng tôi trong lòng của mình vậy. Cuối cùng anh thấp giọng nói, chúc em may mắn. Tôi gật đầu, mắt nhìn anh lần nữa, rồi cũng quyết định xoay người, bước đi. Màn đêm tối đen như mực, không nhìn thấy điểm dừng là ở chỗ nào. Trên đường cái thi thoảng vẫn có xe chạy qua. Điều ấy khiến cho tôi dù mệt mỏi đến mấy, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Bởi vì chỉ cần tôi leo lên được trên đó, thì tôi có thể tìm thấy được người cứu chúng tôi rồi. Chạy thật nhanh ra khỏi cánh rừng, tôi cố gắng căng mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi lại nhìn dưới chân của mình. Phát hiện lúc này đều là đất sỏi lởm chởm, độ dốc rơi xuống cũng phải vài trăm mét. Mưa bắt đầu có chút lất phất, cái lạnh càng thêm đậm. Dưới chân đất trơn đến mức leo lên được một chút là tôi lại bị tụt xuống, không dễ dàng tí nào. Nhiều lúc mệt đến mức không còn hơi sức, nhưng nhớ đến An đang nguy kịch đợi mình, nhớ đến ánh mắt đầy phức tạp và lo lắng của anh. Tôi không cho phép bản thân của mình bỏ cuộc nửa chừng, cũng như ngã gục xuống. Đi được một đoạn ngắn tôi đã mệt lử, không hề lạnh, chỉ toát đầy mồ hôi. Vừa bước thêm một bước, bỗng nhiên bị trượt chân, cả người một lần nữa lại ngã lăn. Cũng may tôi nhanh tay che mặt lại, nên chỉ có trán bị chảy một chút. Trên cổ tay lộ ra mấy vết xước, máu hơi rịn ra. Tôi cắn chặt môi, thật sự cảm thấy đau đến mức không thể chịu nổi. Đau đến mức nước mắt cũng ứa ra, khiến cho chính mình không khỏi cảm thấy yếu ớt. Lau đi những giọt nước lạnh trên má, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi một chút, hít thở lấy sức, tôi day day chán vào chỗ ấn đường hơi nhức. Tiếng xe đi lại đã không còn. Thời tiết dự báo đêm nay có mưa lớn và sấm sét. Nếu tôi không nhanh thì chưa tìm được người. Cả tôi với An nhất định sẽ nguy hiểm. Bình thường thời tiết này đã không chịu được, bây giờ bị thương lại càng không thể chịu được. Nguy hiểm chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc cả. Nghĩ đến đó, tôi càng nhắc nhở mình phải kiên trì, cố gắng lết thân hình đau nhức đầy vết thương của mình, đi theo sườn đồi trơn trượt. Mưa trên cao càng thêm nặng hạt, sấm chớp đùng đùng, vết thương bị dính nước nên chảy ra, ướt đẫm cả chiếc áo sơ len đang mặc trên người, lạnh đến thấu xương. Tôi bấm tay nắm vào những rễ cây chưa được cắt cụt leo lên, đặt chân không chắc nên thi thoảng lại bị trượt ngã. Bộ quần áo trên người ướt đẫm, mấy lọn tóc bên má cũng bị dính bết lại. Chỉ nghe thấy tiếng ù ù, nhưng bao nhiêu cực khổ cũng không quan trọng bằng tính mạng người đàn ông kia. Nếu anh vì tôi mà bị làm sao thì tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi không dám nghĩ tiếp về sau mình sẽ như thế nào nữa. Cứ thế tôi không biết đã đi bao lâu, cho đến khi kiệt sức, gắng gượng hít thở, bỗng từ phía trước thấy có tiếng người nói chuyện. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đèn pin ở trên đường lớn. Trong tức khắc bản thân vui sướng đến nỗi sung sức hẳn, không để ý đến vật cản dưới chân, mà lảo đảo bước vội về phía trước. Chỉ sợ họ sẽ lại đi mất, vừa chạy vừa kêu to. Chờ một chút, cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi gọi điên cuồng, dùng hết sức bình sinh còn lại của mình để gọi. Nhưng tiếng mưa cùng tiếng gió quá lớn, dường như những người kia đều không nghe thấy sự cầu cứu nào. Họ vẫn tiếp tục rời đi. Tôi thì không muốn để tuột mất hy vọng này, nên dù đau vẫn cố chạy. Chạy rất nhanh, ngã xuống lại chạy. Mặc kệ việc đầu gối bị trời rách, mặc kệ bộ dáng trông thảm hại như thế nào. Chỉ là ông trời thật sự muốn trêu ngươi người khác trong hoàn cảnh khó khăn. Khi mà tôi đã sắp đuổi kịp rồi, lại để tôi vấp phải một tảng đá lớn. Cả người mất thăng bằng lần nữa, ngã lăn xuống, đầu đập vào một gốc cây. Và rồi cơn choáng váng nhanh chóng ập tới. Tôi cũng dần mất đi ý thức của mình, chỉ còn những giọt lệ vương trên mi mắt đỏ sọng.
Thời gian cứ như vậy trôi đi. Tôi không biết mình đã trải qua những gì. Chỉ biết khi bên ngoài vang lên những tiếng nói chuyện ồn ào, tôi mới hoảng hốt bật dậy. Mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trong một ngôi nhà gỗ. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc áo blue trắng, trên tay cầm một ống tiêm. Nhìn một cảnh đó tôi có chút hoảng sợ, môi mấp máy hỏi nhỏ. Chuyện này là thế nào? Tiêm cho cô một mũi uốn ván trước đã. Trên người cô có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, bị dính đất nên nhiễm trùng. Tôi đang ở đâu? Cô đang ở trạm xá. Người dân thấy cô bị ngất xỉu ở trên sườn núi dưới trời mưa lớn. Tôi còn tưởng cô không còn sống. Vậy tôi đã ở đây bao lâu rồi? Ừ, một đêm một ngày. Cô hôn mê rồi sốt miên man. Bây giờ tuy đã tỉnh nhưng cần phải theo dõi và điều trị tích cực, như vậy mới khỏe lại được. Mà cô có muốn liên lạc với người thân của mình không? Nghe người y tá kia nói vậy, trái tim tôi như bị người khác cầm chiếc búa gõ mạnh vào. Mặc kệ dây chuyền nước ở tay, mặc kệ cơn đau hành hạ, cả người ngồi bật dậy, vén chăn sang một bên. Nhưng còn có người đang chờ được cứu. Anh ấy, vết thương anh ấy rất nặng. Hãy cứu anh ấy, tôi cầu xin mọi người. Cô gái sửng sốt. Còn có người khác, ai cơ? Tôi hất chiếc chăn trên người ra, lại phát hiện mình đã được thay bộ quần áo khác. Nhưng tôi không có tâm tư để nghiền ngẫm vấn đề này. Vội vã nhảy xuống giường, kéo tay cô gái kia rồi nói. Là bạn trai của tôi. Chúng tôi bị tai nạn rơi xuống vách núi. Anh ấy đang chờ tôi đến cứu. Anh ấy đang chờ tôi. Anh ấy là người hoàng thất hoàng gia Thụy Điển. Các người phải cứu lấy anh ấy. Cô gái bị tôi làm cho căng thẳng vội vàng nói. Người cô đang bị thương cứ nằm xuống trước đi. Tôi sẽ ra ngoài báo với trạm trưởng để họ báo với bên bộ đội biên phòng. Bên đó sẽ điều động các chiến sĩ đi tìm kiếm. Tôi hiểu cô gái kia có ý muốn quan tâm mình. Nhưng quả thật thời điểm này tôi không quan tâm mình có khỏe hay không nữa. Vội lao người đi ra khỏi cửa. Cô gái kia đuổi theo tôi ra đến sân, cố gắng túm tôi lại khuyên can. Cô à, cô đừng kích động như vậy. Vết thương của cô sẽ bị ảnh hưởng đấy. Buông tôi ra, tôi phải đi tìm người cứu anh ấy. Tôi không thể để anh ấy chờ tôi quá lâu được. Tôi hất mạnh tay cô y tá đó. Lúc này người được gọi là trạm trưởng cũng đi tới. Anh ta hỏi tôi. Có chuyện gì thế này? Cô y tá đáp. Cô ấy bảo bạn trai cô ấy cũng bị rơi xuống vách núi. Anh ta đang đợi cô ấy gọi người đến cứu. Người trạm trưởng kia nghe nói vậy, đường ấn mày có chút nhíu lại nói với tôi. Cô đừng vội, có chuyện gì cô cứ từ từ nói. Không kịp nữa, vết thương của anh ấy rất nặng. Tôi sợ anh ấy không chịu nổi, chưa kể chiếc xe nữa, nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Cô còn nhớ vị trí hai người rơi không? Ở đường đèo Ô Quy Hồ. Được rồi, cô đừng hoảng. Bây giờ chúng tôi sẽ cho người đi tìm. Sức khỏe cô không ổn, cứ ở lại đây tĩnh dưỡng đi, chờ kết quả của chúng tôi. Sẽ rất nhanh thôi. Không, tôi không sao, tôi sẽ đi với các người. Có tôi chỉ, mọi người sẽ tìm dễ hơn. Được rồi, tôi sẽ đưa cô đến đơn vị bộ đội biên phòng. Sau đó chúng ta sẽ nhờ sự trợ giúp của các chiến sĩ bên đó. Cảm ơn anh. Người trạm trưởng đó gật đầu lái xe đưa tôi đi. Còn tôi trong lúc di chuyển cũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi báo cho Huyền và Thái để thông báo tình hình. Và họ lập tức liên lạc với trợ lý của anh để anh ta thu xếp trở về đây một chuyến. Nếu có gì cấp bách thì còn chuyển được anh về thủ đô. Bên ngoài trời càng lúc càng tối. Lúc tôi với mấy chiến sĩ bộ đội biên phòng ra đến nơi xảy ra tai nạn thì đúng lúc này đã nhìn thấy người của đội phòng cháy chữa cháy ở đó rồi. Nhìn thấy chỉ huy quân đội đi cùng tôi, mấy người đó đồng thanh. Thủ trưởng. Ừ, các cậu cũng nhận được tin ở đây có tai nạn à? Vâng, bọn em mới nhận được tin ở đây có vụ sạt lở. Mấy người trong thôn đi làm bị mất tích. Đã tìm được hết chưa? Được hai người rồi ạ, vẫn đang tiếp tục tìm. Nghe thấy mấy người họ nói như vậy tôi hốt hoảng hỏi họ. Ở dưới này còn có một chiếc xe bị tai nạn. Trong xe ấy có người bị thương rất nặng. Các anh cứu anh ấy chưa? Anh ấy bây giờ ở đâu?
Những người có mặt ở đó ai cũng đều sửng sốt như không tin vào tai của mình khi nghe xong lời tôi nói, giống như kiểu tôi đang nói đùa vậy. Nhìn biểu cảm ấy của họ, tôi lùi lại mấy bước, cố chấp không muốn tin vào những gì mà mình đang nghĩ. Thế nhưng thật tồi tệ, câu trả lời tôi nhận được lại chính là một con dao sắc nhọn. Cô gái, đúng là ở đây có một chiếc xe tai nạn, nhưng chiếc xe ấy bị đất đá vùi lên, bên trong hình như không có người. Sao lại không có người? Các anh nói láo, anh ấy rõ ràng ở trong đó đợi tôi. Sao lại không có người là như thế nào? Vậy có thể là anh ấy đã thoát được, hoặc là đã bị vùi lấp dưới lớp đất đá rồi. Đáy lòng như bị ai đó cầm dao đâm mạnh, đau nhói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, mệt mỏi. Tôi nhắm mắt cả người run rẩy. Nếu không phải có người y tá đứng bên cạnh ôm lấy mình, thì chẳng biết đôi chân có thể đứng vững được bao lâu. Trong tiếng gió thét gào, trong cái lạnh thấu xương, tôi trông chẳng khác gì một con búp bê bằng vải. Dường đôi mắt không còn một cảm xúc nào, hướng đám người trước mặt, buông một câu nhàn nhạt. Anh ấy nhất định sẽ không sao. Anh ấy mạnh mẽ như thế, sao có thể chết được cơ chứ? Không ai có thể cướp anh ấy đi được. Câu phía sau, tôi không nói được thành lời nữa, mà chỉ có thể thì thầm trong cổ họng. Tôi không nhìn tất cả mọi người nữa mà xoay người rời khỏi nơi đó. Từng bước chân đều loạng choạng không vững. Tôi đi về phía mép vực, đưa ánh mắt nhìn xuống dưới. Nước mắt cuối cùng không kiềm chế được cũng rơi tí tách từng giọt. Rõ ràng là anh đã bảo là đợi tôi quay trở lại. Rõ ràng là anh đã bảo là sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Nhưng sao bây giờ lại dùng cách này để đáp lại sự cố gắng của tôi chứ? Anh đi đâu rồi? Anh ở đâu rồi? Cô gái, chắc chắn các chiến sĩ sẽ tìm thấy bạn trai của cô thôi. Đừng khóc, anh ấy có lẽ sẽ không sao đâu. Người y tá ôm chặt lấy tôi trong lòng mình, cố gắng dùng những lời ngọt ngào an ủi tôi. Nhưng mà tôi đâu phải là một đứa trẻ tin vào phép màu nữa. Tôi đâu phải là một người dễ lừa chứ. Anh ấy đã hứa sẽ đợi tôi quay trở về. Anh ấy đã hứa như vậy. Nhưng bây giờ anh ấy đâu rồi? Sao không nghe thấy tiếng tôi gọi nữa? Cô gái, người cô lại sốt cao rồi. Cô theo chúng tôi về trạm đi. Không thể dầm mưa như thế này được đâu. Tôi không về, tôi phải đi tìm anh ấy. Tôi phải đi tìm anh ấy. Nói xong tôi như người điên loạn, vùng ra muốn lao xuống dưới vực lầy lội đầy đất đá đó. Tinh thần kích động đến mức không khác gì một kẻ điên. Tôi cắn xé cào cấu người y tá đang cố ôm lấy mình. Cuối cùng phía trưởng trạm không còn cách nào, đành tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần. Dần dần mọi thứ mới trở nên yên ắng lại. Vì thời tiết càng lúc càng trở nên khắc nghiệt, nên khi Huyền với Thái còn có cả Phương đến nơi, họ không để cho tôi ra khỏi phòng nửa bước. Một ngày, hai ngày, rồi sang đến ngày thứ ba, phía các chiến sĩ một thân ướt nhẹp bùn đất quay về. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt không đành lòng. Ba ngày không tìm được anh, tôi cũng đã biết 1% hy vọng le lói cuối cùng trong mình cũng bị dập tắt. Người đàn ông ấy có lẽ đã thực sự không còn nữa rồi. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm, trợ lý của anh hẹn tôi ra ngoài. Sau đó anh ta đưa cho tôi một chiếc USB rồi nói với tôi. Vâng, tôi biết là cô rất buồn và đau lòng. Chúng ta đều không ai mong muốn chuyện này xảy ra. Nhưng mà cô hãy cố lên. Đây là thứ mà chủ tịch trước đó đã yêu cầu tôi làm cách đây 3 năm trước. Cô bình tĩnh thì hãy mở nó lên để xem. Bây giờ tôi phải quay trở về Thụy Điển để báo cáo tình hình. Đợi mọi thứ xong xuôi, tôi sẽ lại về tìm cô. Thật ra, 3 năm trước anh ấy không hề bỏ rơi cô. Thời điểm anh ấy liên tục bị đau đầu, lúc đau quá đến ngất đi, thì mới phát hiện có một khối u trong não cần phải phẫu thuật gấp. Thời điểm ấy anh ấy không cho phép tôi nói với cô, bởi vì anh ấy sợ nếu bản thân xảy ra chuyện thì sẽ khiến cho cô day dứt một đời, cho nên đã yêu cầu tôi gọi luật sư làm di chúc. Tôi vốn dĩ định đưa nó cho cô, nhưng mà khi ấy anh ấy tỉnh lại. Anh ấy lại quên sạch sẽ những gì đã xảy ra trong vòng 2 năm đó, bao gồm cả cô, cho nên anh mới không kể gì về tôi, đúng không? Cho nên khi tôi vào nét làm, khi anh ấy gặp lại tôi, anh ấy không nhận ra tôi, không phải là vì anh ấy cố tình,
mà là vì anh ấy không thể nào nhớ được tôi là ai, đúng không? Đúng là như vậy. Vì sao anh lại làm như thế? Chúng ta không có thù hằn. Vì sao anh lại làm thế với tôi? Anh... Tôi xin lỗi. Tôi đúng là không ghét cô. Nhưng tôi không thể để cô trở thành điểm yếu của chủ tịch. Vì cô mà anh ấy đi lệch quỹ đạo quá nhiều. Những kẻ thù kia nếu biết được, nhất định sẽ không tha cho anh ấy. Anh ấy là con cháu hoàng thất. Anh ấy gánh trên lưng rất nhiều cuộc sống của nhân viên. Thì ra là như vậy. Thì ra trong mắt các người, tôi chính là kẻ ngáng chân anh ấy. Là kẻ sẽ mang cho anh ấy nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tôi cười nhạt, siết chặt lấy chiếc USB trong tay, không nói một lời nào nữa. Bước chân lững thững đi về phía trước. Những ký ức vụn vặt lại cứ như thước phim tua chậm, đổ dồn về một lúc. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đi đến trước mặt anh. Cẩn thận giới thiệu mình là nhân viên của đài truyền hình. Ngỏ lời mong muốn anh nhận lời tham gia chương trình Bạn Muốn Thành Công. Lúc ấy anh nâng mắt nhìn tôi thật lâu, không tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn lặng lẽ gật đầu gọi cho tôi một cốc cà phê sữa. Lần thứ hai là khi tôi uống rượu đến say mềm, bị quấy rối ở quán bar, là anh như một vị thần xuất hiện ở bên cạnh tôi, cứu tôi, bảo vệ tôi, đưa tôi trở về nhà của mình, cho tôi ở nhờ một đêm. Lần thứ ba, anh đưa cho tôi cốc trà sữa vị phô mai mà tôi thích nhất. Anh nói dối tôi là trợ lý mua nhầm. Nhưng sự thật, mãi sau này tôi mới biết là anh sai người mua, chứ không có chuyện nhầm lẫn gì ở đây cả. Lần kế tiếp, anh không muốn tôi áy náy vì chuyện mang nợ, nên đã bỏ tiền ra mua lại cái công ty sắp phá sản của bố tôi. Cho người của mình về để điều hành và cơ cấu lại, giúp nhà tôi thoát khỏi nợ nần. Lần kế tiếp nữa, anh nhìn thấy tôi đau lòng vì thứ tình cảm điên rồ không hồi kết. Anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo với tôi rằng hãy ly hôn đi, ly hôn để tự giải thoát cho chính mình, để làm lại cuộc đời. Lần nữa khi tôi đối diện với bản án giết người, có nguy cơ ngồi tù, là anh chạy đôn chạy đáo cùng mối quan hệ của mình đưa tôi ra khỏi, xóa án tích cho tôi. Anh bảo tôi chịu khó một thời gian anh sẽ đưa tôi ra. Anh bảo tôi không được giàn vặt chính mình vì tên khốn nạn kia đáng phải chết. Tôi tự vệ là hoàn toàn đúng. Sau này khi anh quên tôi, chúng tôi lại lần nữa làm quen từ đầu. Anh vẫn bao bọc và che chở cho tôi. Anh dây dưa với tôi. Anh muốn tôi làm vợ anh, muốn được bảo vệ tôi. Anh nói với tôi, anh thấy tôi quen thuộc. Anh chưa bao giờ đùa với tôi. Mọi thứ đều nghiêm túc. Anh đã hứa sẽ chứng minh điều ấy. Nhưng bây giờ anh lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời của tôi một cách đầy tàn nhẫn. Thậm chí anh còn không để cho tôi tìm thấy được anh, được nhìn thấy anh, dù chỉ là giây phút cuối cùng. Gió rét thấu xương lướt qua da thịt trắng bệch. Tôi gào lên một tiếng đầy đau đớn. Lúc này toàn thân đã gục ngã thật sự. Tôi khóc, khóc cho những ngày chịu đựng chờ tin tốt, khóc cho những giây phút chờ mong phép màu xảy ra. Nhưng bây giờ mọi thứ thật sự đã hết rồi. Thật sự hết rồi. Tôi mất anh mãi mãi rồi. Vũ Trường An, kiếp sau hãy để em được tìm thấy anh trước. Hãy để em nói yêu anh, được không? Một năm sau. Vân, tối nay tao tổ chức sinh nhật cho Lão Khang ở Villa Tây Hồ. Mày phải đến đấy nhé. Quên là không được quên đâu đấy. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong hết rồi. Ừ, tao sẽ cố gắng đến sớm. Không phải là cố gắng đến sớm, mà là mày bắt buộc phải có mặt. Hiểu chưa? Công việc hôm nay không làm thì mai làm. Sao cứ phải lao đầu vào nó làm gì chứ? Mày còn định hành hạ bản thân đến bao giờ? Tao không sao thật mà. Một năm qua, mày cứ như người rời ấy. Không sao cái gì mà không sao. Người cũng đã mất rồi. Mày phải chấp nhận sự thật đó và nhìn về phía trước đi chứ. Tao thừa nhận là mày đau lòng, nhưng mày còn bố mẹ, còn tương lai. Không thể vì một người đã chết mà triệt đường của mình thế này. Tao sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa. Mày cũng đừng tìm cách giới thiệu người nọ người kia cho tao. Nói xong tôi cũng quyết định tắt máy, úp mặt xuống bàn làm việc đầy bất lực. Đã một năm trôi qua rồi, một chút tin tức về An không ai biết. Xác của anh cũng không tìm thấy. Bọn họ đều nói với tôi có khi anh đã bị đất đá chôn vùi thật sâu
Dưới lớp đất đá dày ấy, cơ hội sống sót là không hề có. Vì thế giới này không hề có phép màu, nên họ không dám kỳ vọng, nên mong là tôi cũng thế. Nhưng mà tôi làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ? Tôi biết suy nghĩ của mình không hề có thuyết phục, nhưng khi nào tìm được xác của An, bản thân mới dám tin anh thật sự không còn. Bởi vì trực giác của tôi vẫn thôi thúc nói với tôi mỗi ngày rằng anh vẫn còn đang trên cõi đời này, vẫn từ xa nhìn tôi sống hạnh phúc, chứ không phải như những lời họ nói, anh thật sự đã mất. Trưởng phòng Vân, hết giờ làm việc, vẫn chưa về hay sao? Bên tai vang lên giọng nói của nhân viên, tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ trải dài, ngước mắt lên nhìn họ, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường khẽ gật đầu. Năm ngoái khi trở về thủ đô, tôi không vào NET cũng không vào TNG, mà lựa chọn làm việc cho một tập đoàn đầu tư khác. Ngày đêm dùng sự cố gắng để làm việc, cuối cùng cũng đạt được đến chức trưởng phòng, mức lương xứng đáng được gần bố mẹ, nhưng mà trái tim lại trống rỗng. Thu dọn đồ đạc trên bàn lại vào chỗ cũ, tôi mệt mỏi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Về đến nhà sau khi tắm rửa xong thì Huyền gọi đến liên tục, mặc dù cả người rất mệt, nhưng nghĩ lại tôi với nó thân như vậy, nếu tôi mà không đi thì cũng không hay cho lắm. Nên cuối cùng đành phải xốc lại tinh thần, ngồi dậy mở tủ lấy ra một chiếc váy. Ngồi nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ trước gương, tôi khẽ đưa tay sờ lên mí mắt của mình, rồi trượt xuống đôi môi, cả người bất giác có chút run rẩy. Trước kia mỗi lần ở bên nhau, An đều hôn chúng. Anh nói với tôi anh không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào trên khuôn mặt của tôi, vì ở tôi có một sức hút khiến cho anh không thể nào cưỡng lại được. Anh nói với tôi, sau này tôi hãy ở bên anh, đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Nhưng mà bây giờ, tất cả vẫn còn, vẫn chờ đợi anh. Chỉ riêng anh là biến mất mãi mãi, tìm ở đâu cũng không tìm được. Khẽ lau nhẹ đôi mắt phiếm hồng, tôi chớp chớp thở dài. Mạng sống này của tôi là do anh cứu, vì thế tôi phải thật vui vẻ. Nếu không, người đàn ông ấy sẽ buồn và thất vọng về tôi lắm. Cho dù anh không còn nữa, thì tôi cũng không cho mình được phép ngã gục trước tất cả. Như vậy mới không phụ lòng của anh được, phải không? Gạt bỏ hết suy nghĩ của mình sang một bên, tôi sau cùng cũng quyết định đứng dậy rời khỏi nhà, xuống hầm gara lấy xe. Căn biệt thự này là căn biệt thự anh hay đưa tôi về ở. Chiếc xe tôi lái cũng là anh mua cho tôi. Tất cả đều nằm trong bản di chúc, nằm trong chiếc USB đấy. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bán nó, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ chuyển đi. Bởi vì ở nơi này có hơi ấm của anh, có hơi thở của anh. Đã từng có những giây phút chúng tôi nói chuyện với nhau, làm tình với nhau. Thậm chí anh đã từng nấu cơm cho tôi, làm mọi thứ vì tôi. Tuy chúng tôi không ai nói yêu ai, nhưng đó là những kỷ niệm đẹp nhất mà người đàn ông đó để lại. Tôi muốn trân trọng nó thật tốt. Nhớ lại chuyện cũ, tim tôi lần nữa như bị ai bóp nghẹt. Suốt cả quãng đường dài, thần trí lúc nào cũng thần ra như người mất hồn. Tôi nhìn vô định về con đường dài phía trước. Ánh đèn điện của thành phố rọi sáng khắp cả mọi ngóc ngách. Ngày cuối đông vui và nhộn nhịp, chỉ có mình tôi là ôm nỗi đau gặm nhấm từng ngày, mạnh mẽ chống cự. Đèn đỏ dừng lại, tôi lắc đầu thật mạnh, xua đi những suy nghĩ mệt mỏi trong đầu. Vươn tay với lấy điện thoại gọi cho Huyền, nhắn với nó mình sẽ tới muộn. Có điều miệng còn chưa kịp nói, tầm mắt tôi đã rơi vào một hình ảnh quen thuộc vừa lướt qua. Chiếc xe đó mang biển của thành phố này. Bên trong xe là người đàn ông mang khuôn mặt mà tôi nhớ nhung suốt một năm qua, là Vũ Trường An. Trái tim như bị ai đó đánh một chùy thật nặng, tôi bắt đầu trở nên mất phương hướng. Dậm chân ga lao nhanh trên con đường giao lộ đông đúc đuổi theo. Thế nhưng lúc đuổi đến ngã tư, tôi đã chẳng còn nhìn thấy nó đi về hướng nào. Không những vậy, tôi còn vượt đèn đỏ và đâm sầm vào một chiếc xe khác. Cú va chạm không hề nhẹ nên cả người tôi bị chúi về phía trước, đầu đập vào vô lăng rơm rơm móng. Vân, mày làm sao vậy? Có nghe tao nói không đấy? Điện thoại vẫn ở trạng thái kết nối. Tôi lúc này cũng thoát khỏi sợ hãi trước mặt, đầu óc choáng váng, cầm lấy chiếc điện thoại lên nghe,
run run giọng. Tai nạn, khu trung tâm thương mại Golden. Nói xong tôi liền tắt máy. Lúc này trong lòng cơn sợ hãi vẫn chưa giảm đi được một chút nào. Một năm qua tôi cố gắng sống tốt, nhưng chưa lần nào tôi kích động gây họa như lần này. Chỉ một chút nữa thôi, nếu tôi đi nhanh hơn một chút nữa, nếu đoạn đường này đông xe qua lại một chút nữa, thì có lẽ tai nạn không chỉ dừng lại như thế này. Này cô dì ơi, cô dì ơi. Phía bên ngoài người bị đâm liên tục gõ cửa. Tôi nghiêng đầu nhìn sang. Đó là một người đàn ông có lẽ cũng khoảng tầm 40 tuổi. Vẻ mặt cũng không hề hiện lên tức giận mà lại vô cùng bình tĩnh. Anh ta liên tục gọi tên tôi. Có lẽ là muốn tôi xuống xe nói chuyện đàng hoàng về việc không may hồi nãy. Mở cửa bước xuống. Tôi đi lên phía trước nhìn một chút. Lúc này mới nhận ra đầu xe của mình hơi bị méo. Còn chiếc xe của người kia có phần nặng hơn. Cánh cửa bị vỡ kính, móp sạn phần sườn. Khẽ ôm lấy phần trán bị thương, tôi cất giọng đầy hối lỗi. Thật ngại quá, anh có sao không? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không? Người đàn ông kia lắc đầu. Anh ta nghe chừng cũng là một người lịch sự, trầm giọng đáp trả. Tôi không sao, nhưng mà chiếc xe của tôi... À, đây là danh thiếp của tôi. Phí sửa xe là bao nhiêu, tôi sẽ chịu hết. Thành thật xin lỗi anh vì chuyện không may này. Có gì anh cứ liên lạc, tôi sẽ không quỵt nợ. Hoặc tôi đưa anh một ít tiền trước để làm tin, có được không? Tôi bình tĩnh đàm phán, lúc này Huyền với Phương cũng lần lượt đi tới. Bọn họ nhìn thấy tôi bị thương thì sốt ruột. Vân, mày có bị làm sao không? Trời ạ, đi đứng kiểu gì thế hả? Không sao, chỉ là một chút ngoài da thôi. Mày rốt cuộc có chuyện gì? Đang yên đang lành lại gây chuyện. Không lẽ mày muốn chết đến thế cơ à? Đáng lẽ tao nên chết từ khoảnh khắc rơi xuống vực ấy mới đúng. Tôi gạt tay Huyền xuống, cười cười. Nụ cười chứa đựng bao nhiêu sự giễu cợt bên trong. Là vì một phút ngộ nhận người kia chính là An, nên tôi mới mất khống chế, mất bình tĩnh như vừa nãy. Nhưng mà trên đời sao lại có người giống người đến như vậy chứ? Nếu không phải là anh ta thì là ai đây? Là ai đây? Càng nghĩ tôi càng thấy đầu óc của mình đau nhói. Mặc kệ cho Huyền kéo mình về phía xe, nó ném cục diện cho Phương giải quyết, đưa tôi đến bệnh viện để xử lý vết thương. Sau khi xong rồi thì lại cùng tôi quay trở về villa. Suốt quãng đường nó không hề nói gì hết, cho tới khi chúng tôi đến địa điểm tổ chức sinh nhật, bây giờ nó mới thở dài quay sang bảo tôi. Vân, mày hãy yêu thương mày một chút được không? Mày cứ thế này, tao thật sự rất lo. Mày sợ tao tự tử à? Mày biết tao sợ như vậy mà mày còn bình thản được à? Mày nhìn mày xem, một năm nay mày có khác gì một con robot vô hồn không hả? Anh ta đổi mạng để cho mày được sống. Nhưng mày sống thế này, anh ta ở dưới suối vàng có thể yên ổn được sao? Tao không chết đâu, tao làm sao có thể chết được cơ chứ? Tôi cười buồn, cố gắng để mình không được rơi nước mắt, nói tiếp. Đi thôi, không phải mày bảo là buổi tiệc muộn rồi sao? Mày mệt thì về nhà nghỉ đi, đừng cố. Tao không mệt. Tôi lắc đầu, sau đó cùng với Huyền đi về phía khu vườn nơi tổ chức buổi party sinh nhật. Lúc này mọi người hầu như cũng đã đến đủ. Sự xuất hiện muộn của tôi khiến cho họ có chút ngạc nhiên. Thật ra mối quan hệ của Huyền với người yêu nó rất rộng. Tôi mấy năm nay cũng lười không muốn giao tiếp với ai. Thành ra nhìn quanh nhìn quẩn cũng không có mấy người quen. Cuối cùng sau khi tặng quà xong, bản thân cũng cầm lấy ly rượu, đi ra một góc khác để ngồi. Lúc này có một cô gái đi đến mời rượu. Tôi theo phép lịch sự cũng đưa lên cụng lại, mỉm cười xã giao. Và tôi nghe thấy cô ấy nói: Chị Khánh Vân, em là em họ chị Huyền đang học năm cuối. Ngưỡng mộ chị đã lâu, nay mới được gặp mặt. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Chị giỏi thật đấy. Cảm ơn em, tôi cũng có xem qua mấy bộ phim em đóng rồi. Nét diễn khá tốt, trau dồi thêm sau này sẽ rất phát triển. Chị quá khen em rồi. Em dù có thành công đến mấy, vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé. So với chị chẳng khác nào vịt với thiên nga cả. Nói thật với chị, ước mơ của em chính là được giống như chị, vô lo vô nghĩ. Chị Vân, chị có thể chỉ em một vài chiêu. Vài chiêu? Thì quyến rũ, khiến cho ánh mắt người khác lúc nào cũng phải dừng lại ở chỗ mình đó chị.
Tôi nhướng mày, chỉ cười chứ không đáp lại. Lặng lẽ ngồi uống cả ly rượu trên tay. Cuộc sống này là như thế, khi ở trên đỉnh cao ắt sẽ có người tìm đến, ném ra những lời mỉa mai đầy ẩn ý. Còn khi không còn gì thì xung quanh cũng chẳng còn ai hết. Ngược lại, bản thân chẳng khác gì một cái bánh mì ôi thiêu bị người khác chà đạp. Ngồi một mình một góc đến khi đồng hồ điểm 10 rưỡi, tôi cũng quyết định đứng lên rời khỏi cái nơi nhàm chán này. Tôi quay sang nhìn Huyền đang đứng cùng với bạn trai chúc rượu, khẽ giọng. Tao về trước đây, thấy hơi đau đầu một chút. Nó lo lắng. Để tao đưa mày về, xe mày đi sửa rồi, bây giờ lại tối, bắt xe nguy hiểm lắm. Không sao, tao về được. Nói xong tôi chẳng đợi Huyền trả lời nữa, nhanh chân bước ra ngoài. Vì gần cuối năm các con đường trở nên đông nghịt, hầu như các cặp đôi đều nắm tay nhau ngồi ở Hồ Tây, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm nhìn thành phố lên đèn rực rỡ ánh màu. Tôi đi bộ trên vỉa hè, từng bước đều nặng nề đến mức cảm giác trên lưng đeo một tảng đá nặng, khó khăn vô cùng. Đi mãi, bất ngờ cánh tay bị người khác kéo mạnh lại ôm vào lòng. Tôi cứ tưởng là An, nên trong phút chốc nước mắt chảy đầy mặt, những tiếng nấc nghẹn vang lên không ngừng. Tôi túm lấy vạt áo của người đó, miệng lẩm bẩm. Vì sao anh không giữ lời hứa với em? Vì sao anh lại không chờ em quay lại? Vì sao hả? Vân, An, em nhớ anh lắm. Em thật sự rất nhớ anh. Anh đừng đi đâu nữa được không? Đừng rời xa em nữa. Không có anh, cuộc sống của em rất mệt mỏi. Em... Vân, chúng ta về thôi. Để anh đưa em về. Nghe thấy giọng nói này, lý trí tôi cũng thức tỉnh, lùi lại mấy bước, tách người ra khỏi người đàn ông trước mặt. Nhìn thấy gương mặt của Phương, tôi bật cười đầy chua chát, nước mắt len vào khóe môi mặn chát. Anh không phải là anh ấy, anh không phải, anh ấy đã bỏ tôi rồi. Anh ấy chắc là hận tôi lắm. Vâng, anh cứ kệ tôi đi, không cần phải đi theo tôi. Chúng ta về thôi, sương đêm xuống lạnh lắm. Tôi đã bảo không cần cơ mà. Em hành hạ mình thế này để được gì hả? Em tưởng em quỵ lị cậu ta sẽ quay lại với em sao? Em tỉnh táo lại đi. Cậu ta chết rồi, chết rồi. Anh ấy... Tôi nghẹn cả cổ họng, rất muốn cãi lại Phương nhưng không thể. Cuối cùng đành để cho anh đưa mình về nhà. Khi xe dừng trước cổng biệt thự, tôi bấy giờ mới nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh về đi, muộn rồi. Để anh đưa em lên. Không cần. Vâng. Đây là nhà anh ấy, tôi không muốn người ngoài đặt chân vào đây. Có thể lời nói này tuyệt tình đến mức chẳng khác gì cầm dao đâm vào ngực Phương. Nhưng mà thời điểm này tôi rất suy sụp, nên bản thân chẳng muốn quan tâm quá nhiều. Mở cổng đi thẳng vào nhà, lúc mở cửa, bên trong tối om như mực. Tôi chẳng buồn bật điện, theo quán tính bước chân loạng choạng đi về phòng ngủ. Cả người nằm vật xuống không khác gì một cái xác chết. Đau lắm, thật sự đau đến mức tôi không biết mình sẽ gắng gượng và chịu đựng được đến bao giờ nữa. Cứ thế, nguyên một đêm dài tôi gần như không ngủ. Huyệt thái dương với mắt đều đau nhức nhối vì khóc quá nhiều. Đến chiều hôm sau, Tổng Giám đốc đích thân gọi điện bảo tôi đi sang Nhật công tác một chuyến. Vì dự án ở bên kia có một chút vấn đề cần phải giải quyết. Đương nhiên là tôi chẳng muốn đi, nhưng công việc là công việc, từ chối cũng chẳng được, nên cuối cùng tôi đành chấp nhận lết cái thân xác mềm nhũn như sợi bún của mình đứng dậy, thu dọn vài ba bộ quần áo, sau đó bắt xe đến công ty để nhận quyết định. Sau khi ăn xong bữa trưa cùng với các lãnh đạo xong, tôi đi ra sân bay để làm thủ tục. Chỉ là tôi không ngờ được trong lúc chờ đợi, một lần nữa bản thân lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Mặc dù đối phương đeo kính đen, nhưng mà còn đánh chết tôi vẫn nhận ra, đấy thật sự là Vũ Trường An. Hốc mắt chua xót, tôi bần thần mất mấy giây, vội vã đuổi theo anh, chen vào dòng người đi đến khu vực lối đi dành cho khách VIP, miệng cũng gọi lớn. An, An, Vũ Trường An. Ngữ điệu tôi rất lớn, nhân viên sân bay trong khu vực đó thấy tôi chạy đến như điên, thì lập tức tuyết còi chạy theo ngăn tôi lại. Cô à,
Xin hãy xuất trình vé lên máy bay và các giấy tờ liên quan. Tránh ra, tránh ra. Tôi phải vào tìm anh ấy, tránh ra. Tôi bất chấp gạt tay bảo vệ. Nhân viên khác thấy thế thì lập tức xông đến. Bọn họ mấy người chụm lại kéo tôi ngăn lại, không cho tôi cơ hội nào tiến thêm một bước. Một bước cũng không cho nữa. An, anh dừng đi mà, dừng đi. Gào thét anh trong tiếng khản đặc. Tôi không bao giờ ngờ rằng tiếng gọi bằng toàn bộ sức lực của mình lúc này lại không hề có một chút tác động nào với người đàn ông đó. Anh xoay lưng đi không một lần quay lại, cũng chẳng biết có nghe thấy tiếng của tôi hay không. Chỉ biết anh cứ thế dần dần càng lúc càng xa, rồi khuất hẳn tầm mắt của tôi, cái nhìn của tôi. Ngồi trong phòng tối om, tôi có hai chân tựa người vào tường. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ngày hôm qua, tôi vì sự ngăn cản của bảo vệ nên đã để mất dấu An. Việc ấy khiến cho tôi vô cùng tức giận, cuối cùng không thể kiềm chế được cảm xúc mà lao lên đánh họ một trận. Phía sân bay phải nhờ công an can thiệp. Tôi được đưa về công an phường để lấy lời khai. Nói thật lúc ấy tâm trí tôi không nghĩ được gì. Tất cả đều trở nên mất kiểm soát. Nên mặc kệ đối phương nói gì, tôi đều nửa lời không phân bua hay tranh chấp. Tôi nhớ An lắm, thật sự rất nhớ anh. Nhớ đến tim gằn, đau nhức nhối, đau đến nghẹn thở. Tôi muốn được anh ôm, được anh hôn, được anh nâng niu như một viên thủy tinh nhỏ trên tay giống ngày trước. Nhưng mà một lần nữa, tôi lại chẳng biết tìm được anh ở đâu, giữa thế giới rộng lớn này. Mồ hôi ướt sũng lưng chiếc áo len đang mặc, dưới chân là cảm giác lạnh lạnh và dính nhem nhép. Tôi mệt mỏi nhắm mắt, và rồi tôi lại mơ một cơn ác mộng thật đáng sợ. Trong cơn ác mộng ấy, anh nhìn tôi đầy lạnh nhạt. Ánh mắt là uất hận, là khinh thường, là chán ghét. Anh quên tôi luôn. Anh không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa. Chán ghét tôi là kẻ phiền chán đến giờ bẩn. Tỉnh giấc giữa chừng bởi cảm giác nghẹt thở, mồ hôi trên trán tôi đầm đìa, có giọt còn chảy xuống cả mắt, khiến cho đồng tử trở nên cay xè đến khó chịu. Tôi trở mình ngồi dậy, ý thức ra được rằng âm thanh ầm ầm đó thực ra là tiếng sấm ngoài cửa sổ. Lần nữa lại chán nản, gục đầu xuống đầu gối một cách bất lực. Tháng 11, thành phố đã vào đông, nhưng không hiểu sao nhiều lúc vẫn bất chợt đón những cơn mưa to rình rịch cùng sấm và chớp. Đã vậy còn thêm lạnh, càng lúc càng khiến cho con người ở nơi đây cảm thấy mình đang dần xa lạ. Không thể tiếp tục ngủ, tôi ngồi lại một lát, rồi nằm một lát, nằm chằn chọc không được, thì lại xuống giường đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ. Thời gian tích tắc cứ thế trôi đi, cho đến khi ngoài trời hửng sáng, lần nữa bản thân mới lại thở hắt ra một hơi thật dài, thật dài. Mưa bên ngoài bây giờ đã ngớt, bầu trời tờ mờ sáng, ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Nếu phân biệt kỹ còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc cách đó không xa. Khoảng chừng một tiếng sau, quản giáo đến dẫn tôi đi đến một căn phòng khác. Lúc này trong phòng xuất hiện hai người đàn ông, một người trẻ, một người già. Người trẻ là một chàng trai mới ra trường, người già thì mặc quân phục, trên người nhìn lướt qua cũng đoán được chức vụ không hề nhỏ. Họ nhìn tôi thật lâu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới mất khoảng 2 phút, sau cùng mới bắt đầu nói. Thạc sĩ, tiến sĩ đại học Harvard, từng là MC đài truyền hình quốc gia, quản lý cấp cao của tập đoàn đầu tư nước ngoài Home, chắc hẳn cũng phải biết rõ quy định luật pháp của nhà nước rồi, đúng không? Người hỏi tôi là người đàn ông lớn tuổi. Ông ta ngồi ở đối diện, trên tay là điếu thuốc lá. Khuôn mặt dưới ánh đèn đầy nghiêm nghị lẫn sắc bén, khiến người đối diện nhìn vào gặp rất nhiều áp lực. Chỉ là người này lạ quá, tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ, nhưng mấy lần vẫn phải khẳng định mình chưa gặp bao giờ. Biết ạ? Thế có biết là ở sân bay thì không được náo loạn, với không có giấy tờ liên quan thì không được vào khu kiểm tra soát vé không? Tôi biết. Biết mà vẫn còn cố tình tái phạm. Cô cư xử thế này khác gì những kẻ không có văn hóa. Tôi biết chứ, nhưng mà nói thế nào thì nói, nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại thì tôi vẫn muốn làm như thế.
Yêu là cái gì đó khiến cho con người ta bất chấp hết tất cả. An vì tôi mà làm quá nhiều. Tôi như thế này đâu có đáng là gì đâu. Quyết định ngậm chặt miệng như hến. Tôi rũ mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ trước mặt. Những câu hỏi sau chỉ gật đầu với lắc đầu để đáp trả. Đến tận một tiếng sau, khi khẩu cung được ghi đầy một trang giấy rồi, chàng trai trẻ kia mới thở dài gấp lại quyển sách, hướng tôi nói. Đáng lẽ hành vi của cô là phải tạm giam, nhưng có người đứng ra xin cho cô với bảo lãnh, nên chúng tôi sẽ không làm điều đấy. Nghe thấy bảo có người đến bảo lãnh mình, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Bởi vì tôi biết không là Huyền thì kiểu gì cũng là Phương sẽ đến. Với bọn họ, tôi lúc này giống như một bệnh nhân tâm thần, chứ không phải là một con người đầy sự tỉnh táo và thông minh nữa. Thế rồi quả nhiên giống như tôi nghĩ, sau khi viết xong bản cam kết, nhận lại ví tiền, tôi cũng được thả ra ngoài. Khi ra đến sảnh, vừa ngẩng đầu mắt đã nhìn thấy Phương, đang đứng cùng với mấy thủ trưởng cười nói vui vẻ. Đoán chừng là có quan hệ quen biết khá gần gũi. Còn Huyền nó chạy đến nhìn tôi với ánh mắt không thể tức tối hơn, gắt hơn. Mày đi theo tao, hôm nay tao nhất định phải đưa mày đi khám cho bằng được, không thể cứ thế này mãi. Tôi lắc đầu nhìn nó mỉm cười yếu ớt. Tao không điên, tao thật sự rất tỉnh táo. Tao không điên. Tôi nhắc lại lần nữa với Huyền. Tuy nhiên lần này nó không dễ dàng thỏa thuận như vậy, kiên quyết bảo tôi. Mày không điên, nhưng hành động của mày thật sự điên. Mày hiểu không? Hôm kia thì mày đâm vào người khác gây tai nạn, hôm qua thì mày đánh nhân viên bảo vệ của sân bay, rồi hôm nay mày định làm gì tiếp đây nữa hả Vân? Tao nhìn thấy An, mày lại ngớ ngẩn cái gì vậy? Anh ta đã chết rồi. Nét bây giờ cũng không phải là do anh ta điều hành, chuyện này mày không phải là không biết. Anh ấy chưa chết, tao thật sự đã nhìn thấy anh ấy. Nếu không phải những đám người kia chặn tao lại, thì tao đã đuổi theo được anh ấy rồi. Mày không tin lời tao nói đúng không? Mày vẫn nghĩ là tao điên nên mới như vậy đúng không? Nhưng mà tao nhắc lại cho mày nhớ, tất cả những gì tao nói đều là sự thật. Để lại cho Huyền những lời nói này, tôi thật sự không muốn tranh cãi với nó nữa, nên đành bắt taxi đi về trước, trên đường không ngừng liên lạc điện thoại với trợ lý của anh. Thế nhưng dù tôi có gọi bao nhiêu cuộc, đáp trả tôi chỉ là những tiếng tút tút rất dài, không có người nhấc máy. Gọi đến nét yêu cầu muốn gặp anh, nhưng kết quả nhận lại được lại là câu nói chủ tịch bây giờ đã đổi chủ. Buông thõng điện thoại xuống, tôi ôm lấy mặt đầy mệt mỏi. Khi trở về nhà, mẹ cũng chẳng muốn ăn cháo bà nấu, mà đi thẳng lên phòng luôn. Từ khi sự việc kia xảy ra, mẹ tôi biết được tôi yêu An, lúc nào bà cũng giống Huyền, lo lắng sợ tôi nghĩ quẩn, lo lắng đi ra đi vào không ngừng. Tựa như lúc này, bà mang cốc sữa vào phòng đặt trên tủ đầu giường của tôi. Sau đó nhỏ nhẹ nói, Vân, không ăn cháo thì dậy uống cốc sữa đã rồi hãy ngủ. Mẹ cứ để đó cho con đi, lát nữa con dậy con sẽ uống. Vân, con mệt lắm mẹ à? Mẹ biết, nhưng mà mệt thì cũng không được hành hạ bản thân như thế này. Con nhìn mà xem, bố con cũng vì lo lắng cho con mà sáng đi ra quán cũng không yên tâm, cứ liên tục gọi điện về cho mẹ hỏi xem con ở nhà thế nào. Mẹ cứ bảo với bố con không sao là được, mọi người đừng quá lo lắng cho con như thế. Sao mà không lo được chứ? Bố con vất vả vì con cả một đời. Từ cuộc hôn nhân thất bại đến bây giờ con ủ rũ vì cậu An. Ông ấy lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên. Con muốn bố mẹ không lo thì phải ăn uống điều độ, phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Hôm qua con đã nhìn thấy An, con đuổi theo anh ấy, nhưng mà con lại để mất dấu anh ấy rồi. Anh ấy không nghe thấy tiếng con gọi. Vân, cậu ấy chắc là do con mệt quá nên hoa mắt thôi. Thật sự là con đã nhìn thấy anh ấy, mẹ không tin con sao? Mẹ cũng giống Huyền, nghĩ là con bị điên. Thật là... Tôi cười đầy chua chát, kéo chăn trùm kín lên đầu, không nói chuyện thêm câu nào nữa. Mẹ tôi nhìn thấy tôi như vậy thì bất lực. Bà thở dài dặn dò tôi mấy câu rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi biết hành động này của mình làm cho họ thất vọng vô cùng, nhưng mà tôi bây giờ trái tim đã chết rồi, làm sao mà trở lại vô tư vô lự giống như trước được nữa đây.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vượt qua sóng gió của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.